Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa bà con, cây cà chua là loại cây ăn quả khá quen thuộc với hầu hết mọi người và thường được sử dụng làm nguyên liệu mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho mỗi bữa ăn. Để cây cà chua cho năng suất và chất lượng quả tốt thì khâu phòng trừ bệnh hại là rất quan trọng. Bệnh héo vàng là bệnh hay gặp trên cây cà chua. Bệnh do nấm gây ra, bào tử lớn hơi cong hình lưỡi liềm có 3 cho đến 5 vách ngăn, không màu hoặc là có màu vàng nhạt, bào tử nhỏ hình oval hoặc elip, cây con bị bệnh còi cọc kém phát triển sau khi bị chết. Cây trưởng thành bị bệnh lá, các lá phía dưới gốc thường biến vàng, ban đầu từ một lá chết của một cây, sau đó thì ra toàn cây và lá héo rũ, màu vàng và không bị rụng. Biện pháp để phòng chống bao gồm chọn giống sạch bệnh, thu dọn và đốt cây bị bệnh. Nếu đất bị nhiễm nặng thì phải luân canh với cây không phải họ cả trong vòng từ 5 cho đến 7 năm. Chủ động hệ thống tưới tiêu, không tưới quá ẩm và trồng mật độ thích hợp với từng giống, bón phân cân đối hợp lý tạo điều kiện cho cây được phát triển khỏe. Ngoài ra, bà con lưu ý dùng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma ủ với phân chuồng hoa mục 7 đến 10 ngày trước khi bón, lượng là 3 kg mỗi tấn phân chuồng. Dùng các loại thuốc được phép sử dụng theo nồng độ khuyến cáo và theo nguyên tắc mô đúng. Khi bệnh xuất hiện, có thể sử dụng một số các thuốc hóa học để phun phòng trừ bệnh có hoạt chất Zinep, Propiconazole, Difenoconazole, Hexaconazole và Mancozeb. Quay trở lại với những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, thời tiết Bắc Bộ sẽ có mưa lớn vào đầu tuần, sau sẽ chuyển mưa rải rác kèm không khí lạnh, những ngày sau đó sẽ duy trì là ngày có nắng. Cụ thể, từ chiều ngày 3 cho đến ngày 9 tháng 10, thời tiết miền Bắc duy trì hình thái có mưa vài nơi, ngày nắng, và từ đêm ngày 1 tháng 10, đêm và sáng sớm trời sẽ chuyển lạnh, vùng núi cao trời rét. Trong đợt không khí này, không khí lạnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát và đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ phổ biến từ 19 cho đến 22 độ C, vùng núi cao từ 17 đến 19 độ C và vùng núi cao hơn có nơi dưới 10 độ. Khu vực Trung Bộ cũng xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng từ không khí lạnh, trong đó ở Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10 sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 sẽ có mưa ở vài nơi và ngày nắng. Xuôi xuống Nam Trung Bộ, duy trì hình thái là có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Cũng vào thời kỳ này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 31 cho đến 34 độ. Theo cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trên trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và như thường lệ, trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.